Vàng lá luôn các anh chị, hầu như là vàng lá rất là nhiều luôn á. Ba chục năm mà lần đầu tiên chú mới thấy cái cảnh tượng này hay gì chú? Hồi đó giờ mới thấy hôm nay nè. Dạ. Cái diện như đó là ngoài người 6.000 đó. 6.000 nữa. Chuyện thôi chạy ra cả chục ngàn công lúa luôn mà bị ảnh hưởng hết trơn thôi chú. Ảnh hưởng hết trơn luôn. Cánh trên luôn. Bây giờ giáp đồng luôn. Là mình xịt gọi thôi, mình vũ gớm như cám luôn. Dạ. Là tết nào ba ba tối là chết chết. Rồi bắt đầu ngang là 2 ngày sau vô mình thấy giảm, ngày thứ ba vô cũng gà. Lên máy cho bác thấy nè. Cô bác mà thấy những cái con trắng trắng bay đó là nó đó. Nó rớt dưới nước luôn. Nhìn dễ thấy lắm. Đó, bay xèo xèo luôn. Nó về quá khứ rồi, mò dữ lắm rồi. Dạ. Mò cánh trắng, mò đen, vô mò nhớt gì đủ thứ hết trơn á. Đủ thứ mò hết trơn hả con? Quá thứ rồi, đủ thứ hết trơn rồi. Ôi chàng không? Ơi sao mà ghê dữ ta. Cô bác anh chị thấy bên trong là nó xanh lè luôn. Mà có một ngày một thôi mà nó vàng rực luôn này. Không thể tưởng tượng được luôn á. Đây tính phóng gần cho cô bác được thấy này. Khu vực nơi đây là vàng khè luôn. 8 công mà hư hết 3 công là bây giờ nó khô như gom. Nó khô như gom luôn. Nó một bông lúa chị đếm giờ vô hộp được vài hộp rồi, còn mấy cái lớp trên là nó bị lép, mấy cái gần cổ bông là lép trơn. Dạ. Nó đâu có vô nữa. Nghe mà muốn ra đứng ngay ngay cái miếng ruộng nó là rơi nước mắt rồi. Cái chỗ này là nặng nề nhất luôn rồi cô bác, không thể mà tả thành lời luôn cô bác anh chị. Cái trái như gom luôn nè. Là cô bác anh chị thấy mò nó bay lên nè. Cái đám ruộng gì cô bác nghĩ là làm sao có năng sức cô bác ơi. Gây lại luôn. Cũng như cắt 5 công trên này thì thấy cũng đỡ đỡ đi, cũng buồn buồn chút đỉnh. Dạ. Đi xuống 3 công dưới rồi rơi nước mắt. Chuyện trời ơi, chị nói không biết sao chứ muốn tự dặn mấy bà này quá trời lại. Thôi mà chị ơi, dù sao rồi cũng mình gắng mình vượt qua khó khăn này đi, đừng có nghĩ chuyện đó ha chị. Dạ. Dạ, tính miền Tây rất vui và mến chào tất cả cô bác anh chị khán giả thân thương đã trở lại với kênh của em. Hiện tại thì tính đang có mặt tại một cái cánh đồng tiếp theo. Thì clip trước tính có ghi hình những cánh đồng mà cô bác người ta trồng ruộng lúa nè, bị mò cánh trắng năm nay nguy hại đến mùa màng của người dân rất là nhiều. Và những cô bác chia sẻ thì ai cũng ghê lệ và ai cũng xúc động luôn. Mà tính ghi hình theo, tính cũng rất là buồn và cũng xúc động theo cô bác anh chị. Thì hôm nay tính tiếp tục di chuyển đến một cái cánh đồng tiếp theo. Là cánh đồng này thì nó lúa nó cũng sắp đến ngày thu hoạch rồi, nhưng mà không biết có mò không thì tính sẽ đi dọc theo tuyến đường này để hỏi người dân. Vậy em kính mời các bác anh chị cùng em để di chuyển đến phía trước. Ở đây thì tính có thấy một chú đang đi thăm ruộng mới về hay gì nè. Đi thăm ruộng mới về hả chú? Dạ. Dạ chú ơi, cho con hỏi nha chú. Dạ, năm nay ruộng lúa mình có bị mò gì không chú? Thì cánh trắng rồi. Dạ, vì mò cánh trắng đó. Con hỏi cô bác ở đây hình như ai nói cũng bị mò nhiều quá chú. Có, dạ, có rầy nâu, rầy cánh trắng luôn hay dạ, loại? Dạ, hai loại luôn. Mà cái loại mò với rầy cánh trắng là độc hại nhất ha. Đúng rồi. Nó nguy hại đến ruộng lúa của mình ha. Đúng rồi, nếu mà mình không khống chế nó được là sẽ thắt trắng hoàn dạ, toàn. Hầu như là lúa nó vàng như là gom luôn á chú. Đúng, đúng. Dạ, nhưng mà ruộng của mình có bị ảnh hưởng không? Không. Dạ, cũng hên ha. Hên là bốc được cái thuốc trị nó. Dạ, bốc được kẹp xài hả chú? Dạ, đó, đó, gọi là hên thôi chứ không dạ, phải là giỏi. Đúng rồi, dạ. Như là túi thuốc đại lý nó đưa mình, cái mình hên. Cái là... Dạ, trúng thuốc ha. À, dạ, nó rồi trúng thuốc, trúng bệnh đây. Rồi như ruộng lúa mình làm được mấy chục công chú? 20 công. 20 công ha, rồi cũng sắp đến ngày thu hoạch ha. Ờ, thì cái cà lúa cũng đi gan. Dạ, cũng đi gan đây, dạ. Chú ở đâu? Dạ con cũng ở cái dầu mình đây nè. Bên YouTube hả? Dạ YouTube con quay về cái cảnh mò đó chú. Dạ cũng cảm ơn chú ha. Dạ dạ. Chào nha. Dạ dạ. Dạ. Lúa trái không? Dạ lúa trái nằm đâu chú? Nó nằm ở khu vực nào? Cái
À là khu vực đó đó ha. 2, 3 vụ đó. Con tưởng là lúa chín không à? Không, nó trái đó. Nó trái hả? Nó trái luôn đó. Ôi chàng ơi, ghê vậy. Dạ dạ. Cái một đi xuống nó trái đều đặn. Dạ dạ dạ. Thì tính có nghe chú chỉ là khu vực phía trước á là lúa nó chín rồi nhưng mà nó trái luôn cô bác anh chị ơi. Chú nói là nguyên một cánh đồng luôn. Chút xíu này em sẽ di chuyển đến nơi đó để ghi hình. Đây còn khu vực này thì chú cũng mới vừa chỉ tính nè. Quá trời luôn cô bác anh chị, năm nay đúng là ảnh hưởng đến người dân rất là nhiều luôn. Cũng hên là cái khu lúa của chú thì không có bị ảnh hưởng gì lắm. Đa số thì chỗ khác bị hết luôn. Đây nguyên một cánh đồng vàng rực luôn các anh chị, sắp đến ngày thu hoạch nhưng mà cũng ảnh hưởng trong cái vụ mò đây, mò cánh trắng đây. Nhiều khi cô bác đi xa xa mà thấy vàng rực luôn á, mình tưởng đâu chín nhưng thật sự mình lại gần á các anh chị. Là nó mới có chỗ sữa thôi mà lúa nó lại vàng luôn rồi. Còn có những cái ruộng lúa thì đã sắp đến ngày thu hoạch mà nó vàng cháy luôn các anh chị ơi. Hầu như là năng suất năm nay là, hầu như người dân năm nay là thiệt hại rất là nặng nề luôn. Nguyên khu vực nơi đây rất là rộng các anh chị. Theo tính nghĩ là cái cánh đồng này tầm khoảng cả ngàn công, hơn mấy ngàn công luôn các bác ơi, xa lắm. Đây cô bác anh chị tính phóng máy gần rồi đó, mà nó xa đến mức độ là những cái cây xa xa đó đó. Cô bác chạy thử rồi, mấy cây số luôn. Tại vì tỉnh An Giang thì lúc nào ruộng lúa rất là nhiều, giống như ở Đồng Tháp của anh chị. Hầu như hai cái tỉnh này là ruộng lúa là đứng đầu cả nước luôn, và các tỉnh miền Tây luôn các anh chị. Giờ thì tính đang di chuyển đến khu vực nơi đây thì tính có thấy được hai chú nông dân đang xịt thuốc hay là xả phân gì nè các anh chị. Xa quá, giờ thì em sẽ di chuyển ra phía đó để ghi hình và hỏi mấy chú nè. Đây là các anh chị, nguyên cánh đồng này luôn. Giờ tính sẽ di chuyển ra nơi đây. Đây thì tính thấy những cái phân nè các anh chị, chắc mấy chú đang xả phân. Cái cánh đồng này thì nằm chung với cánh đồng mà khi nãy chú kia chia sẻ đó. Theo cái đường mương này nè các anh chị, di chuyển ra. Cánh đồng này rất là bao la luôn các anh chị ơi. Đặc biệt cái ruộng bên đây nè, tính thấy cách cái đường mương này là đặc biệt là bên đây bông cỏ rất là nhiều luôn các anh chị ơi. Đây cô bác thấy nè, bông cỏ không à. Xả phân hả anh trai? Đây thì đang xúc vô để xả phân này. Mình làm được bao nhiêu công ruộng vậy Huynh? 20 công. 20 công rồi, năm nay ruộng của mình có bị mò gì không Huynh? Quá mò luôn. Quá mò luôn hả? Thôi tiền luôn. Sao em thấy nó xanh quá mà lại có mò ta? À có nghĩa nó bớt ha. Giờ thì tính sẽ di chuyển theo Huynh này để ra ngoài đây để Huynh xả phân nè, để tính hỏi coi cái những con mò này như thế nào, tính cũng chưa biết được các anh chị. Chú kia chia sẻ thì có lúc là mò đến nỗi là nó rớt cái nước của anh chị, nhìn như cám luôn á. Là tất nhiên là những con mò này nó rất là nhỏ, nhỏ đến nỗi mà nó nhiều dày đặc luôn các anh chị, bởi nên nó cắn lúa mình đó. Nó ảnh hưởng đến cái năng suất của cây lúa và có thể là ảnh hưởng đến cây lúa nó chết luôn các anh chị. Đây thì tính có thấy những cái cây này hơi vàng vàng nè, cái lúa này nè. Vàng lá luôn các anh chị ơi. Hầu như là vàng lá rất là nhiều luôn á.
Đây là cái công đoạn mà mấy chú đang xạ phân nè. Dạ chào chú. Mình là chủ ruộng đây hả chú? Dạ. Dạ chú ơi, cho con hỏi là năm nay ruộng lúa mình có bị mò không? Ô chàng ơi. Xịt 4 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 5 ngày xịt đó. 4, 5 ngày là xịt một cử. Ừ. Mà nó không hết hả chú? Không hết. Một cái trắng này không có gì xịt hết chứ. Chỉ là nung phân vô là dưỡng nuôi cái bông nó có thôi. Có nghĩa là mình nuôi cái cây lúa mình thôi hả chú? Ừ. Dạ, chứ không có đường nào mà xịt nó chết hết xịt được. Xịt thì thấy nó bay đó. Nó bay dạ. Dài 3 ngày sau có lợi. Có lợi. Đúng rồi, con này độc thiệt chứ. Ừ. Mà chú làm ruộng đây được bao nhiêu năm rồi chú? Cũng 30 năm. 30 năm mà lần đầu tiên chú mới thấy cái cảnh tượng này hay gì chú? Hồi đó giờ mới thấy hôm nay nè. Dạ. Chú biết là hồi bữa hổm đó là cấp mà nó 60 ngày đó ha. 62 ngày chỗ đều xanh dần luôn, đẹp luôn. Dạ. Rồi bắt đầu ngăn mình xịt rồi sao phân lấy gai vô giờ mình biết rồi. Mới 2 ngày sau thật liền. Có nghĩa là chỉ 2 ngày thôi. 2 ngày sau thật liền. Chẹn ơi. Con mau vậy đó. Mà lần mình vẫn xịt la gai hoài đó nha. Dạ. Biết là tôi xịt 16 ngày là 4 cử. Còn anh tôi là 8 ngày là xịt 3 cử nè. 8 ngày 3 cử. Mình vẫn đỏ rồi. Dạ. Là mấy con đi theo tuyến đường này mà đỏ đỏ là do nó ăn không hả chú? Không đó, mò cánh trắng không. Con tưởng đâu nó bị chết chứ con đâu có biết là mò đâu. Mà chú ơi, như cái con mò đó như thế nào chú có thể lấy cho con câu thử dạy con. Nó bay không ạ? Nó bay hả? Ừ. Đâu đâu. Đó, đó. À, chú thấy à, đó, bay nè, cô bán chị đó. Bay đó. Ừ. Nó đó, đó, bay đó. Đó. Đúng rồi, rõ ràng luôn nó bay nè. Nó đó. À chứ nhìn nó nhỏ như hạt cám luôn hả chú? Nó nhỏ như hạt cám vậy nó bay vậy đó. Dạ. Sao bắt nó được? Nhưng mò kia thì nó chết hết rồi. Dạ. Con mò mình á dễ trị mà con mò này khó trị nè. Nhưng mà con mò này nó xuất hiện từ lúc nào chú? Nó mình cánh ngoài vậy thì nó tới chỗ điều nó phát công chế me nó phát hiện. Dạ, phát hiện. Rồi cái này thì mình chưa có chỗ nữa. Nó chưa chỗ là nó đã bám vô rồi. Chưa chỗ là mình chặn trước rồi đó. Dạ. Chưa chỗ là mình biết mình chặn trước mà còn chưa không kịp đó. Là nguyên cái khu vực của ruộng lúa mình là bao nhiêu công chú? Là mình 18 công. 18 công mà nguyên cánh đồng này chắc cỡ mấy ngàn công ha. Cái diện này ở trên chỗ là nguyên cái diện này là 2.900. 2.900 còn bên kia chưa tính nữa. Là nguyên cái diện này nè. Dạ dạ dạ. Còn chỗ khác là chưa tính. Còn cái diện đó ngoài là 6.000 đó. 6.000 nữa. Chuyện ơi chạy ra là cả chục ngàn công lúa luôn. Mà bị ảnh hưởng hết trơn thôi chú. Hết trơn luôn. Luôn cánh trên luôn kìa. Bây giờ giáp đồng luôn. Hầu như là mình đi đồng nào cũng bị cho hết chú. Bị hết. Bây giờ tướng nào nó lên chuồng bây giờ công từ vật tư là mình đổ thế khoảng 30 rưỡi công. Dạ. Sắp nãy con nghe chú kia nói là hình như là nó tăng giá gấp đôi luôn hả chú? Tăng gấp đôi. Dạ, rồi thêm cái đất mình mướn nó lại cao nữa. Mướn là cao, lại mướn cao. Dạ, như theo chú như vậy năm nay mình nhắm có lời không chú? Không. Bây giờ lúa này, lúa này là 700-800 là không lời. Dạ. Mà lúa bây giờ còn 7 mấy à? 7 ngàn mấy vậy là coi như là đứt đường luôn. Đứt đường. Yêu cầu mình giá chờ mình đủ vốn thôi. Dạ. Mình gây lấy mang lại cái một sao. Mà cuộc đời làm lúa của mình là 30 mấy năm. Là mới lần đầu tiên mình thấy được cái cảnh mới tượng này hả chú? Cảnh tượng này nè. Hồi đó giờ. Chú kia chia sẻ là có lúc nó rớt xuống mà dưới nước là như cám luôn hả chú? Như cám luôn. Dạ, đầy dày đặc có luôn. Có khi là mình xịt gọi phải mình vũ rớt như cám luôn. Dạ. Là tớp nào bay tối nào chết. Rồi bắt đầu quay ngang là 2 ngày sau vô mình thấy giảm, ngày thứ 3 vô có mới gặp. Sao ngộ ta? Ờ nó ngộ vậy đó. Nó không có trúng thuốc hay sao đâu. Là đủ thuốc luôn đó. Dạ đủ thuốc luôn ha. Tại vì là mình nói thẳng là ngay vô phân luôn mà nó bây giờ tôi xịt ngay một cánh trắng đó, nó đưa mình đó. Dạ. Mà để trong cái nhãn hiệu đó là cũng chỉ một cánh trắng đó mà vậy đó. Dạ. Xịt tăng liều không đó. Đang thấy là mới đây mà chân luôn. Cứ một ngày là mình tăng liều lên mà không chết nó được. Ừ, đây xịt cứ này là đặt vô như 20cc đi. Dạ. Cứ sao phải lên 10cc đó, dùng vậy đó. Dạ. Mà nó không hết. Trừ ra giải phân mình nuôi đó thôi. Mình nuôi mấy nuôi nó lại. Dạ, mình nuôi cây lúa mình lại hả chú? Nuôi cây lúa. Như cho con hỏi là tại con cũng không rành về ngày lúa, như nó cắn vô cây lúa mình bị vàng hay là nó có cắn vô bông không chú? Nó cây lúa nó ảnh hưởng, nó chích vô cây lúa ảnh hưởng cây lúa. Dạ, ảnh hưởng cây lúa ha. Ừ, cái đỏ này là hết vô gạo yếu xìu rồi đó. Dạ, có nghĩa là cái chất lượng của gạo nó sẽ giảm. Dạ. 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 Nhưng mà tôi mặn công là 1 tấn 2 mấy đó. Tấn 2 mấy. Tấn 2 50 kg đó mà năm nay thì bó tay. Năm nay như vậy theo chú là khoảng tấn không chú? Dự đoán của tôi là 700-800 kg à. Ôi trời ơi, 700-800 thì mình lỗ luôn à. Lỗ luôn. Mình tính đây là. Dạ. Là cái tướng nó mới suốt như mới cắt hôm ngày 5-6 ngày trước đấy, ta xài trước mình cả tháng. Dạ. Thì có thể mấy tướng nó lần tấn tấn mốt, còn mấy đợt sau này là 5-600. Quá trần giảm luôn thằng. 5-600 kg. Y thu nó qua là y đăng giác là 5-600 đó. Đợt sau này nè.
Còn đợt này không biết sao nha. Như khu vực lúa mình là khoảng tầm bao lâu nữa cắt chú? Lúa này khoảng mình độ dự đoán của mình là khoảng chừng 12, mùng 10 tới 12. Dạ. Yeah. Mùng 10 tháng mấy á? Tháng 2 tới đi ha. Mùng 10 tới nè. Dạ. Yeah. Còn cái cánh bển thì hai mấy này cắt rồi nè. Hai mấy này cắt ha, mà bên bển cũng bị luôn hả chú? Cũng bị luôn mà nhảy hắn này, tại vì yeah. Nó xả trước mình tới 20 ngày. Dạ, yeah, có nghĩa là xả nó trước. Nó trổ lên nó cong trái me đàng hoàng cho nó mới bị. Dạ. Yeah. Còn mình chưa trổ bị trước. Chưa chỗ bông nó đã bám rồi. Chưa chỗ bông bị bám rồi. Dạ. Là mình xịt trước rồi đó. Tính đứng nơi đây nè các anh chị mà thấy nó bay phớt phớt cái mặt luôn á. Nó đó. Dạ, nhỏ xíu mà nó trắng nhách xíu à. Xíu gan là cám gì đó. Dạ. Trắng tư là dịch đó. Chú biết là tôi là mới có 40 mấy ngày là xịt la ga tới hoài đó. 40 mấy ngày là xịt hoài tới đó mà còn chưa thủng. Như thí dụ lúc trước mình không có bị mò là khoảng bao nhiêu mình mới xịt chú? Bao nhiêu ngày á? Tới tròn mình tới 50 mấy ngày mới xịt. 50 mấy ngày mà bây giờ 40 ngày xịt. Chỗ đó là lúc đó mình xịt Bacina. Dạ. Là cái con mò đó con mò chữa của mình. Năm nay sao mà có cái mò này nè chị không? Dạ, bắt buộc mình phải xịt trước 10 mấy ngày ha. Xịt trước 10 mấy ngày. Dạ. Xịt dẫn tới giờ luôn. Bắt đầu ngày mốt xịt nữa nè. Chàng ơi, bữa nay xịt mốt xịt. Bữa nay giao phân mốt xịt nữa nè. Dạ. Xịt năm mới có 5 ngày như ngày mốt xịt nữa nè. Chết năm nay. Công nhận cái con này sao mà nó độc dữ vậy ta? Đi mặn ơi, xịt sớm sớm để còn mệt nắng nên nắng mà đó hơi dùng. Dạ. Dạ mấy giờ là chú mới đi chú? Sáng này 6 giờ đi. 6 giờ là hai cho con đi ha. Dạ. Chết năm nay bộ ơi. Dạ. Dạ. Là cách cuốn lọt. Dạ. Có hai công là muốn anh em. Có nghĩa là chú có hai công thôi. Còn nhiêu là mình 16 công. Mình mướn 16 công. Công 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Trời ơi. Em hai chú chia sẻ mà con rất là xót xa luôn. Phải như đất nhà mình làm sao cũng đỡ thôi chú. Là cha con tôi bằng nhà không đó. Bằng nhà không là xịt nhà luôn, không mướn ai hết. Không mướn ai hết. Mà còn chung cũng. Dạ. Thì tử tôi là xịt giờ chứ mơ mốn đi chắc cũng mướn rồi. Đi theo ghe giá á. Dạ. Vậy thì nào tới tử kia nó vô làm chứ bây giờ. Hỏi chứ mình đất mướn. Dạ. Rồi mình mướn xịt. Mướn sao phân rồi mướn này kia hết trơn rồi chạy công là một mùa vô là 400 ngàn. Rồi sao phân thì mình lấy công làm lời nè. Dạ. Hôm nay giờ lỗ rồi. Lấy công làm lời mà uống cuộc cũng không lời luôn hả chú? Không lời luôn. Đây này tôi muốn là 4 triệu rưỡi nè. Dạ. Bên đó cũng 4 triệu rưỡi còn đất tôi dưới đó. Dạ. Còn chú anh tôi nó xanh xanh cho quý không? Ông xịt ông sơn mà cô xanh với mà xanh cái đó chứ đâu phải là xanh. À, có nghĩa là xịt cái loại thuốc mà nó màu xanh đấy ha. Ừ, anh cho bám cái đó. À, cho nó bám. Cũng vậy à, nó cũng vậy à. Dạ, nó cũng vẫn đeo à. Vẫn đeo. Ôi chàng ơi. Bữa hè vừa nãy con đi dọc đường con thấy nó mày xèo con chứ. Xèo con mà tại sao lúa nó chích ngắt, con tưởng đâu là bị khô. Ai ngờ đâu là bị con mò nó ăn. Mò mà. Biết nước nơi đầy đủ nè, phân đầy đủ luôn. Dạ. Biết từ ngày mà chỗ vừa chỗ ra tới giờ là cửa này là ba cửa phân đó. Ba cử phân thì 5 cử đó. Dạ. Chứ mỗi năm là tới chỗ là sẹt mới xịt một Bacina xịt nửa gói thôi. Là hết trơn mò tới cắt đó. Dạ. Rồi phân xịt có 3 cử với cử phân là rồi đó. Năm nay là chịu ảnh hưởng thành công. Cử này nó 100 kg đó. Dạ. Mà năm nay đúng là nhiều hiện tượng lạ hả chú? Dạ. Rồi đi lên. Dạ dạ dạ. Rồi anh chảnh đang. Rồi rồi. Rồi con cảm ơn chú ha. Dạ. Dạ giờ tính sẽ di chuyển theo chú nè cô bác anh chị. Cái đám ruộng bên đây nó đỡ đỡ hơn chút, nó hơi xanh xanh. Dạ. Dạ. Ôi chàng ơi. Quá trời, cái đám ruộng của chú nó vàng lá rồi chú ơi. Dạ. Hai cha con đang xả phân. Dạ. Ô. Vậy là xong hả chú? Xong. Dạ, xả xong mình về ha. Rồi ngày mai là tới cái cử nó sạch nữa hả chú? Một ha. Dạ. Quá còn xa xa những cái đám ruộng nó dặn khè luôn chú. Dạ.
tới mấy ngàn công mà ở phía trước này đâu 6-7 ngàn nữa. Dạ, cái chục ngàn công của bác chị. Dạ. 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 Đây là cô bác anh chị, thấy nó bay gõ gàng luôn nè. À, mà nhìn mắt thường là cô bác nhiều khi nhìn trong camera là thấy không rõ ha. Nhưng mà tính dở ra một cái là nó bay nè. Xèo xèo luôn nè cô bác ơi, nó. Nó nhỏ như hạt cám vậy đó. Lên máy cho cô bác thấy nè. Cô bác mà thấy những cái con trắng trắng bay đó là nó đó. Nó nhỏ như hạt cám luôn cô bác anh chị. Nó rớt dưới nước luôn nè. Nhìn dễ thấy lắm. Đó, bay xèo xèo luôn. Hầu như là cô bác nông dân ở đây là ai cũng làm là trong nghề lúa này là từ 30 năm đến 20 năm chứ không có dưới nữa. Ở đây là ai cũng làm từ 20-30 năm trở lên không hả chú? Dạ. Nhưng tôi mà làm hồi 17-18 tuổi, năm nay tôi 55 tuổi đó. 17-18 tuổi mà tới năm nay là 55 tuổi. Dạ. Ba tôi làm là ba mấy năm. Mấy chục năm trong nghề mà mới lần đầu tiên mới thấy luôn. Mới thấy đó. 4 ngày sinh lần. Dạ. 4 ngày, 5 ngày, 3 ngày không trực. Sinh với phân, sinh với phân mà chịu không thủng. Không thấy không chạch cái không thấy nó bay. Dạ, không? Nó bay xèo xèo luôn. Đi ăn cá mà. Dạ. Dùng thủng. Dạ, lấy gom đồ vô phòng. Dạ. Nhà chú gần đây không chú? Ở ngoài xóm chuột rồi đó. À, xóm chuột ha. Ngay xóm chuột luôn. Dạ. Từ đất này một lần cũng già này ổng chia anh em. Người hai công đó rồi bây giờ mấy người nào mà không bằng thì cho mình mướn lại. Dạ. Rồi mướn của anh em ruột không à. Đúng rồi, mướn anh em mình dù sao nó cũng rẻ hơn hả chú? Ừ. Mà vậy mà mình còn không thủng hết đó. Dạ, còn không thủng. Dạ. Cái miếng này nó nhờ nó nhập thân nè. Dạ đúng rồi, chứ nhập phân nhiều quá nên nó thấy xanh hả chú? Nhưng thực tế nó vẫn có ha. Có, ở đầu dưới thì vàng rồi đó. Dạ dạ, đúng rồi, đầu dưới tính thấy là vàng khè luôn rồi bác chị. Nhưng bên trên thì thấy xanh. Thì tính sẽ ghi hình thử khu vực mà bên ruộng lúa màu xanh bên đây nè. Đây là chú nói là bên đây người ta xạ phân nhiều để cho nó màu xanh của bác chị. Nhưng thực tế là vẫn có nha. Đây tính dở ra nè. Yêu cầu có bài có đó. Đúng rồi của bác chị, có bài luôn nè. Chứ không phải không có đâu. Chú nói là như gì là vài bữa là bắt đầu là nó nhiều lắm cô bác anh chị. Nó bay rồi cô bác anh chị. Nó nhỏ như hạt cám luôn cô bác anh chị ơi. Không ngờ luôn á. Cô bác mà đến đây chứng kiến nè. Thấy nó bay. Còn nhiều khi trong camera thì cô bác không thấy cũng thông cảm nha cô bác anh chị. Đây là tính cố tình, tính phóng máy gần luôn á. Cho thấy những cái con này luôn nè. Nó bay kìa. Ban ngày mà nó còn bay như gì nè cô bác anh chị, cũng chỉ là ban đêm nè. Đây là tính tiếp tục di chuyển qua một cái đám ruộng của một chú nông dân khác. Đây là bên đây thì đám ruộng này nó màu vàng luôn cô bác anh chị ơi. Vàng rất là nhiều luôn nè. Hầu như là nhiều hơn cái đám ruộng của chú khi nãy luôn á. Đây là đám ruộng màu xanh mà vẫn có nè. Tính đã thử rồi cô bác anh chị. Đúng là năm nay nhiều hiện tượng lạ kỳ của bác anh chị ơi. Tính cô không biết nói như thế nào đây. Thì nói chung ra là do hạn hán tại ở núi Cấm, Hồ Thị Liêm và ở Cà Mau và tại lũ lụt ở Tiền Giang. Giờ thì ruộng lúa của mình cũng bị ảnh hưởng nè. Ảnh hưởng những con mò cánh trắng nè của bác anh chị. Rất xót xa và rất thương cô bác nông dân ở đây. Hầu như là ai cũng vất vả mấy tháng trời luôn. Hồi đầu năm tính ghi hình tại Sa Đéc. Đây, chỗ này thì rất là nhiều luôn cô bác anh chị ơi. Bay dèo dèo luôn nè. Đám ruộng màu vàng, càng vàng thì nó càng nhiều nha cô bác. Nó cô bác anh chị,
nó không phải bám như cái mấy con khác, nó nằm yên một chỗ mà nó sẽ bay luôn. Đây tính sẽ cố tình kiếm một con để ghi hình cho cô bác được thấy nè. Đây cái con này rõ ràng nè cô bác anh chị. Mình đụng nhẹ là nó bay nha cô bác. Đây cái con màu trắng đây. Quá trời nó lẹ cô bác anh chị ơi. Không thể ghi hình kịp luôn á. Tính quên đây, tính ghi hình cơ. Hy vọng là gặp được một con. Tại vì vừa đụng vô là nó đã bay của anh chị. Mình không thể là cầm cái lá đó để mình ghi hình tận kẽ cho các bác thấy được. Đây cái lá này. Có một con luôn nè. Mà nó bay luôn. Đây của anh chị bên trong này, vàng khè lúa luôn các bác. Càng nhiều bên trong thì nó càng bay ra cô bác anh chị ơi. Hầu như là nó ẩn ở trong những cái lúa mà màu vàng nhiều hơn, màu xanh thì ít hơn cô bác anh chị. Đó có chú nữa hả chú? Dạ. Đây thì nãy giờ chú đã chia sẻ với Tính rồi, giờ thì chú dạy hả chú? Dạ. Thì con cũng cảm ơn chú nãy giờ chia sẻ ha. Chúc cho chú và gia đình mình vượt qua được cái khó khăn này. Và đây sắp tới thì những con mò này người dân sẽ xịt thuốc, nó sẽ chết hết. Để cho những nông dân ở đây để đến mùa thu hoạch được năng suất cao và có giá ha chú. Đây là nguyên một cái cánh đồng tiếp theo. Rất là rộng lớn luôn của anh chị. Cũng chung với khu vực cánh đồng khi nãy mà đây là ruộng lúa khác nè. Đây tính phóng máy gần chưa bác được thấy nè. Quá trời khu vực phía xa xa thì của bác anh thấy đó, là nó vàng rực luôn của bác anh chị. Năm nay sao mà người dân lại khổ quá của bác anh chị. Tính không biết nói như thế nào đây. Tính cũng cầu trời khăn mặt cho đất nước Việt Nam của chúng ta, người dân nông dân và tất cả mọi người làm những kinh tế làm ăn, bất kể ngành nghề nào đều thuận lợi và thành công. Và như cô bác nông dân ở đây thì làm vất vả rất là mấy tháng trường luôn để kiếm ra những hạt gạo thơm ngon để bán ra thị trường nè, để người nông dân có những đồng lời đó để sinh sống. Tại vì mọi người có công việc riêng của anh chị. Tính thì đó giờ gia đình của Tính thì không có làm ruộng rẫy nên Tính cũng không biết được. Tuy rằng là em ở tỉnh An Giang là nơi dùng đất trồng rất nhiều những hoa màu, cây ăn trái và rất nhiều ruộng lúa nơi đây. Nhưng Tính không có rành về cái về phân bón hay là về mọi thứ khác. Bởi nên Tính cũng không hiểu được những con mò này như thế nào mà tại sao nó lại hại đến mùa màng người dân đến nặng nề của bác anh chị ơi. Nghe mà muốn rớt nước mắt luôn. Những ngày Tết Tính ghi hình tại Sa Đéc thì những cô bác người ta làm nghề trồng hoa tầm mấy chục năm. Nhưng mà đến ngày thu hoạch năm nay thì là lần đầu tiên là lại rớt giá thê thảm luôn bác anh chị. Hầu như là giá rất là rẻ luôn mà bán cũng không ai mua luôn. Rồi tới Tết xong thì phải đem ra bỏ các bác anh chị ơi. Nhìn cảnh tượng đó như cái tài sản của mình mà đem ra để quăng bỏ thì mình rất là xót xa. Bởi nên những cô bác đó rất là xúc động luôn. Mà Tính ghi hình, Tính cũng phải xúc động theo luôn cô bác anh chị. Bởi nên Tính cũng cầu chúc cho tất cả cô bác nông dân và tổ thầy gia hộ cho mọi người trên thế giới này và đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được no ấm. Và cô bác nông dân và những cô bác buôn bán tất cả những ngành nghề đều thành công và tốt đẹp. Chứ đừng có người thì mặn ăn thành công, người thì thất bại như là những cô bác nông dân nơi đây. Thất bại như gì? Và do thất bại nơi đây là do những cái con mò này nó ảnh hưởng đến năng suất và nơi mùa màng của người dân.
Giống như thường thường một câu nói của ông bà người ta hay nói đó là một con sâu làm sầu cả nồi canh. Thì tất nhiên là những con mò này nó làm nguy hại cả tất cả ruộng lúa ở tỉnh miền Tây nơi đây, ở An Giang. Còn khu vực nơi khác thì Tính không biết của bác anh chị. Tại vì Tính cũng xem mấy anh đồng nghiệp ghi hình tại An Giang mình đó, là nó bị ảnh hưởng trước. Còn khu vực nơi khác thì Tính chưa có biết được. Đây ruộng lúa nơi đây là chú nói là tầm mùng mờ. Khi nãy chú nói ruộng lúa của chú thì chung với nguyên cánh đồng này là mùng mờ của bác anh chị ơi, là thu hoạch rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó đã ảnh hưởng đến năng suất rất là nhiều luôn. Nhiều khi nó chích vô cái cây mà nó làm cho cái cây mà nó sẽ yếu. Rồi những cái hạt gạo đó nó sẽ ra không được chất lượng của bác anh chị. Giống như là điển hình như là chích vào cái bông đó. Thì tất nhiên cái bông đó, ví dụ lượng nặng ký của nó là bao nhiêu, bây giờ nó giảm xuống còn phân nửa luôn. Đây là cái trại của người dân nè, để đây để chứa những cái như phân bón đó của bác chị, để dạch thuốc nè, nhiều khi cục nghỉ ngơi nè của bác chị. Năm nay thì cô bác buôn bán như ngoài chợ nè, ai cũng than ế ẩm, và các ngành nghề khác đều ế ẩm của bác chị, và công ty thì đều làm ăn thì hàng hóa thì không có luôn. Hầu như là mọi thứ luôn, năm nay rất là lạ luôn các bác anh chị. Đây là cái trại để những vật liệu nè, để cho mấy chú xịt thuốc và nhiều khi để che bóng mát nè. Giờ này cũng trưa các bác anh chị, nắng lên nè. Thường thường thì cô bác nông dân ta thức từ 4 giờ sáng, đã đi xạ lúa xịt phân xong. Tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ là người ta về của bác chị. Chiều mới đi ra ruộng làm tiếp. Giờ thì cũng tầm khoảng 10 giờ hơn rồi bác chị. Giờ này những cô bác người ta cũng về để nghỉ ngơi hết rồi. Tính sẽ ghi hình chút xíu nữa, Tính sẽ cũng kết thúc video tại đây. Để chia sẻ cho cô bác được cái cảnh cơ cực của cô bác nông dân nơi đây. Tính gặp mấy cô đang dùng cơm nè. Dạ chào mấy cô ha. Dạ. Mấy cô nãy giờ mình làm rồi, giờ mình dùng cơm hả mấy cô? Dạ. Dạ mình làm gì ở đây? Các dàn cơ ha. Dạ. Không. Dạ. Đi làm mướn không à? Làm mướn rồi, nhưng mà cô có thấy cái khu vườn ở đây trồng lúa có bị mò không cô? Có mò nhiều mò lắm, chỗ nóc hết rồi. Chỗ nóc luôn hả cô? Dạ, chỗ nóc khô cây hết rồi. Cảnh đây với cô đây. Làm sao mà có thuốc gì chỉ cho người ta xịt cho người ta, bà cho bà con người ta mà đừng có bị mò nữa coi, chứ quá tràn rồi, bị chỗ nóc dữ lắm rồi. Dạ. Cái này là lỗ luôn rồi. Lỗ đứt đường luôn cô ơi. Hầu rồi. Như là hỏi ai cũng bị hết trơn á cô ơi. Ai cũng dạ ai cũng thấy dạ. Lỗ trước mắt hết. Năm nay vật giá nó lại cao mà đủ thứ hết trơn, mà thêm lại thắt mùa nữa. Thêm bị mò này nữa. Bởi vậy quá khứ rồi, mò dữ lắm rồi. Dạ. Mò cánh trắng, mò đen, vô mò nhớt gì đủ thứ hết trơn á. Đủ thứ mò chứ hả cô? Quá thứ, đủ thứ hết trơn rồi. Mò cánh trắng mà gì con ta. Dạ, nhưng mà đặc biệt là mò cánh trắng thì nó hại nhiều hơn ha. Ừ. Mấy mò kia xịt thì nó chết, mò cánh trắng xịt nó chết. Cái này qua con cánh trắng bữa nay đỡ tưng chưa? Cái gì? Chỉ có một ngày thôi mà nó đỏ vậy hả? Hôm qua ra còn xanh nữa, nãy đỏ rồi. Bây giờ mà bữa nay nó đỏ nó vàng luôn rồi kìa. Ôi chèn ơi, sao mà ghê dữ ta? Như lúa chín luôn rồi. Bữa 27 mà mới có mùng 2 ra là đỡ tưng hết trơn. Dạ, chị có trồng công ruộng nào không chị? Được 8 công rồi kìa. 8 công mà cũng bị luôn ha. Bị hư hết 3 công rồi. Bà khóc ơi. Luôn đó, bà bị bà khóc luôn đó. Đâu để chị có thể chia sẻ cho em nha. Là như là ruộng của mình là gần tới ngày thu hoạch chưa mà. Bà 26 này cắt nè. 25 cắt rồi. Bán rồi được 7.800 á. 7.800 vậy là giá cả nó như thế nào chị? Giá thì thấy là lỗ rồi đó, mua giá thì quá rẻ mà trong khi lúa mình nó thất nữa. Dạ. 8 công mà hư hết 3 công là bây giờ nó khô như gom. Nó khô như gom luôn. Nó một bông lúa chỉ đếm giờ vô hộp được vài hộp, và còn mấy cái lớp trên là nó bị lép, mấy cái gần cổ bông là lép trơn. Trời nó rồi. Đâu có vô nữa. Nghe mà muốn tờ ra đứng ngay cái miếng ruộng nó là rơi nước mắt rồi.
Dạ, nhưng mà đám ruộng đó bây giờ vẫn còn chỗ đó hả chị? Còn chưa cắt 25 mới. Dạ, cắt 25 mới cắt. 25 mình hay là 25 tay? 25 mình. 25 mình. Vậy là cũng bữa gần tới rồi. Gần tới rồi, còn mấy bữa nữa. Chị ơi, nhà mấy chị gần đây không? Nhà bên Kinh Hai. Kinh Hai dạ, nhưng mà cái ruộng của mình là bị ảnh hưởng nặng nề nhất hay là cô bác người ta cũng vẫn có? Cô bác cũng có mà cũng ít, của chị 8 công mà có 3 công đó nặng. Dạ. Còn mấy cái kia cũng ít mà thấy vòng vòng của bà con cũng ít. Sao của chị nhiều vậy đó? Em ghi hình dài dài đây chỉ có nó diện tích nó cỡ tầm dài tầm thôi, nó bị vàng thôi. Ờ của chị bị mà sao mà hết trơn 3 công luôn. 3 công luôn. Như xa xa là mình tưởng đâu là nó bị khô nước không á. Thì đó, à. Đi là cũng như cắt 5 công trên này thì thấy cũng đỡ đỡ đi, cũng buồn buồn chút đỉnh. Dạ. Đi xuống 3 công dưới rồi rơi nước mắt. Chàng ơi, bỡ trời ơi, chị nói không biết sao chứ muốn tự dặn mấy bà này quá trời la. Thôi mà chị ơi, dù sao cũng mình ráng mình vượt qua khó khăn này đi, đừng có nghĩ chuyện đó ha chị. Dạ. Như ruộng đó là của mình luôn hay là mình mướn? Mình mướn luôn á. Đất mình mướn á hả? Vì mùa này là chị mặn gòi đang trồng tiền đất ta nè. Dạ. Gầu là gầu nè, trồng tiền đất nè, rồi lớp tiền hợp đồng nhiều nữa nè. Dạ. Bị chi phí nó lên đâu gần 3 triệu công rồi. Dạ đúng rồi, nghe nói là chi phí lên gấp đôi ha. Dạ, bị xịt dữ lắm luôn, có 3-4 ngày là xịt lặn luôn đó, mà không lỡ nữa. Trời ơi, dữ rồi ta. Rồi thêm đất giá mình mướn nó cao nữa chị. Dạ. Nghe mấy chị chia sẻ mà em rất là xúc động luôn đó. Trời năm ơi, nay đất là rơi nước mắt luôn. Dạ, năm nay nhiều hiện tượng lạ lắm chị ơi. Nào là năm Tết em ghi hình ở Sa Đéc á, chị thấy người dân người ta cũng trồng bông đó. Rồi người ta lỗ lã, rồi người ta khóc. Rồi giờ tới ruộng lúa của mình đủ thứ hết trơn. Năm nay là mặn là thua đó. Dạ. Mừ là kêu như là hết tán là bị chỗ nóc, là bị khô cây, là bị đỏ lá vậy trơn nè. Nhưng mà trước đó là nó chị phát hiện là nó bị cái con mò đó là mấy ngày mà chị xịt không kịp chị. Chị không biết nữa, như bình thường mới lúc bữa 27 là mình còn đi cắt dần cơ cũng bình thường. Rồi cái sang 28 ổng cũng còn đi thăm ruộng. Nghĩ có bữa mùng 2, mùng 1 đó, mùng 2 đi vô thăm ruộng là thấy đỏ rồi, là xịt liền. Xịt liền mà mấy bữa sau mùng 4 xuống là không kịp đỏ chứ. Chỉ có mấy ngày thôi mà không mau kịp lắm nữa. Luôn. Dạ. Không biết cách sao mà mau dữ vậy đó. Mà cho em hỏi là như cái nghề làm ruộng của mình là khoảng bao nhiêu năm mà chị? Cũng lâu rồi, cũng dạ. hai mấy năm nhưng mà dạ. Lần đầu tiên chị mới thấy cái cảnh tượng đó luôn ha. Đúng rồi, mấy năm mùa rồi là chị mặn lúa là thấy trúng không đó, mùa sau dạ. Mùa này vậy đó. Mùa này lại không có giá luôn. Không có giá luôn. Giá mùa chỉ mùa có 7 ngàn mấy thôi. Mùa này 9 ngàn 2 mà mùa này còn có 7 ngàn 8. Dạ. Theo em nghĩ thường thường mà lúa nó bị thắt mình phải có giá chứ. Mà tại đúng sao rồi. Mà lại giá lại giảm luôn á. Phân thuốc cũng lên luôn. Dạ. Mà thì giá lúa thì giảm. Mà sao giá gạo cũng không thấy giảm mà dạ. Nó giảm thôi. Bởi nhiều khi người nông dân làm nhiều khi mà tới mùa mà không lời là nhìn cái đám ruộng mình có thể mình khóc luôn á chị. Đúng rồi. Mình nhiều khi mình không có động lực để mình làm luôn. Vốn liếng mình đổ vô đó rồi. Ừ. Nội mà 8 công nó vốn liếng cũng mấy chục triệu. Nhiều. Rồi thêm cái nạn mình mướn đất nữa mà tới mùa mình không có trả người ta đâu cho đó, mình mướn nữa. Người ta đâu cho mình mướn nữa. Dạ. Mất quơ tiền đất vô. Rồi con cái ở nhà có đi học không chị? Còn hai đứa học mà một đứa đi học nè, bởi lo dữ lắm dạ. Luôn nè. À, lo nói nè, tiền mướn đất, rồi tiền trồng tiền trả tiền vật tư, rồi tiền con đi học nữa. Dạ, đủ thứ tiền chứ. Không đủ tiền đâu, bởi mới khóc luôn. Rồi vậy em cũng cảm ơn chị chia sẻ ha. Rồi. Em cũng cầu chúc cho chị và cô bác ở đây vượt qua khó khăn này. Dạ. Và cũng cầu mong sao những cái loại thuốc... sau này á nó trị được những con mò này để đừng có ảnh hưởng đến mùa màng người dân hả chị? Dạ. Dạ. Cũng mong cho có thuốc đừng trị nó cho mình đỡ khó khăn chút. Dạ. Chứ mặn nhiêu là không đủ đâu, vô đâu hết rồi. Nội mà trồng cái này không mà mấy tháng trời mà tới ngày thu hoạch là lỗ lã rồi. Công sức đổ rất là nhiều luôn. Bởi vậy. Bởi vì nhiều khi vậy mình cũng phải đi mặn thi kiếm thêm hả chị? Dạ. Dạ. Ờ bây giờ mặn đâu có dám về sớm đâu, mặn từ sáng tới chiều mới về. Là tới 2 giờ hay là tới chiều luôn? 2 giờ dầm bữa 3, 4 giờ cũng có. Dạ. Chỗ nào chịu mình tăng ca thì mặn luôn, còn chỗ nào dạ. Chịu thì mình về. Chịu mình còn nhưng mà chị mặn mấy cái đám ruộng nào chị thấy mò thì mình cũng thấy xót xa luôn hả chị? Dạ, dữ lắm. Đồng... Mà tôi cắt cái miếng ở trong đó đó là nó bị gì à, sâu lá hả cô? Lớp bị mò nữa là dạ. Cái bông lúa nó còn, nó muốn, nó không... như là nó bị đẹp luôn rồi. Dạ, giống như nó không có lớn nổi luôn á. Dạ. Cái bông lúa nó không có no đủ dạ. Nữa.
ông nó như nó bị lép xẹp bị lép rồi nó đâu có đủ chất lượng gạo đâu. Toàn là khu vực này là mấy người này ta đắp mướn không nè. Dạ. Chứ đâu có ai mà đắp nhà đâu, bị vậy rồi tiền đâu chồng tiền đắp. Dạ. Khu vực này nãy em nghe ông chú kia nói á là tới đâu hình như cả chục ngàn công á. Hết trơn khu vực cánh đồng này luôn. Đúng rồi. Dạ. Thôi vậy cảm ơn cô ha. Dạ cảm ơn chị bên đây. Dạ. Giờ thì tiếp tục đi làm hả chị? Là làm tới chiều luôn rồi cô bác anh chị ơi. Cô bác thấy những cô bác nông dân ở đây rất là vất vả luôn, bởi nên mình thấy mà mình rất là xót xa luôn cô bác chị. Thấy thương cô bác nông dân rất là nhiều luôn. Đây những chiếc xe phải chùm cho kín lại nè. Tại trời quá nắng rồi. Đúng rồi. Đồ nghề của mình để đi làm kiếm sống mà phải. Dạ. Được. Nhiều khi đậu ngay ngang cái chỗ mà có bóng cây đỡ ha. Dạ. Nhiều khi mà không có rồi cái đầu nắng này đây cũng hên. Rồi sao đi quay tối ngày vậy hả? Dạ thì nói chung người này cũng vất vả lắm cô ơi, đi quay cập nhật tình hình cho cô bác ta coi á. Dạ. Dạ cũng cầu mong là có những cái loại thuốc để trị những cái con mò này nè cô. Rồi. Dạ. Ông cha này bữa hổm đi cắt cần cô là bị cũng nhiều lắm. Đủ lắm luôn đó. Có nghĩa là làm 2 vụ 3 vụ vẫn bị hả chị? Cũng bị luôn rồi, này 3 vụ nè cũng bị luôn. Dạ. Đúng là không biết con mò này từ xuất xứ từ đâu mà nó bay qua mà ảnh hưởng nặng nề dữ rồi ta. Không ngờ luôn. Mấy bà này ở Trung Quốc nó bay qua. Nhiều khi nói vui ha. Mà nãy chị nói là cái ruộng hiện tại đây nè, mới có một ngày thôi mà nó vàng lá luôn. Hôm qua nó sinh giờ mà bữa nay dạ. Vàng gì nè, hôm qua chị cũng cắt ở đây nè. Bởi vì quá trơn luôn. Cái con này đúng là độc hại luôn cô bác chị ơi. Mau quá mau luôn. Đây một lần nữa em ghi hình khu vực tại cái ruộng lúa nơi đây. Là chỉ cách có một ngày thôi ha con. Đây nè. Cô bác anh chị thấy bên trong là nó xanh lè luôn, mà có một ngày một thôi mà nó vàng rực luôn nè. Mình tưởng đâu là cái cảnh này là giống như lúa nó gần chín rồi đó, nhưng thật sự mình lại gần mình mới thấy là nó không phải. Dạ. Dạ. Quá xá luôn cô bác anh chị ơi, không thể tưởng tượng được luôn á. Đây tính phóng gần cho cô bác được thấy nè. Khu vực nơi đây là dần khè luôn. Những cô bác nông dân ở đây mà chia. Dạ dạ con cảm ơn cô ha. Những cô bác trong năng đây chia sẻ mà muốn rơi nước mắt luôn của bác anh chị. Mà tính ghi hình mà tính cũng không có thể cầm được cái cảm xúc của mình luôn cô bác. Đây những bông lúa nè. Như gì nó bị lép cô bác anh chị ơi. Khu vực An Giang và Đồng Tháp là khu vực dựa lúa lớn nhất mà miền Tây của tỉnh An Giang, có thể là lớn nhất cả nước luôn các anh chị, trong hai tỉnh này nè, An Giang và Đồng Tháp và các tỉnh khác. Nhưng bây giờ mùa màng lại thất thoáng và thêm những cái con gầy này nó ảnh hưởng đến năng suất của người dân. Thì chị đang di chuyển ra để làm tiếp công việc của mình nè, cắt ba cái lúa gài nữa các chị, rất là xót xa luôn. Chị cũng làm được mấy công của bác anh chị nhưng mà hư hết ba công luôn, nghe mà muốn khóc luôn của bác anh chị. Giờ thì tính sẽ tiếp tục di chuyển qua khu vực nơi khác để ghi hình và chia sẻ cho cô bác được thấy. Đây là khu vực cánh đồng tiếp theo mà khi nãy một ông chú đó chỉ tính là của bác anh chị ơi. Khu vực cánh đồng này là vàng rực luôn. Là lúa nơi đây đã sắp đến ngày thu hoạch rồi mà bây giờ cô bác anh chị thấy nè. Có những cái lõm bị vàng lá luôn bác anh chị. Đúng là năm nay thất thoát của người dân rất là lớn luôn bác anh chị. Tính không ngờ luôn. Năm nay đúng là nhiều hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Đây thì những hiện tượng như là những gầy mò trắng này nè các bác anh chị, và nhiều loại bệnh khác thì nó ảnh hưởng đến cây lúa của người dân. Rồi đầu năm thì ở Tiền Giang lũ lụt, rồi giờ ở núi Cấm thì hạn hán và khô hạn ở hồ Thủy Liêm thì nước chỉ còn 1/3 thôi, cũng ảnh hưởng đến cái đàn cá của cô bác người ta đi chùa đi núi đó để ta phóng sanh đó. Giờ cá rất là lớn rồi, nguồn nước đó bây giờ nó hôi luôn của bác anh chị ơi. Và khô hạn ở Cà Mau. Giờ tới tỉnh An Giang thì những ruộng lúa thì ảnh hưởng những gầy nâu nè, và gầy cánh trắng và nhiều loại bệnh khác nha các anh chị.
Đây tính phóng xa cho các anh chị thấy. Từ xa mà cô bác cứ nghĩ là lúa này nó chín rồi đó, nhưng thực tế là nó bị vàng lá cô bác. Nó cũng có một số là nó hơi chín trong đó thôi. Thì cái này cũng sắp đến ngày thu hoạch rồi, tầm khoảng nửa tháng hoặc là 20 ngày nữa là thu hoạch của bác anh chị. Nhưng mà bây giờ gì nè, tính thấy xa xa khu vực tại trong đó là có khu vực nó cháy lá rất là nhiều luôn. Đây khu vực đây nè, nhưng mà không có đường xe chạy ra của bác anh chị. Tính sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng này để ghi hình cho các bác được thấy nè. Còn đối diện bên cánh đồng bên đây thì cô bác anh chị cũng biết là cánh đồng bên đây cũng bị ảnh hưởng nè. Đây vàng gực khu đó luôn nè cô bác anh chị. Đây tính ly máy gần ha. Đây cô bác nhìn nè, vàng lá luôn đó. Xa xa thì cô bác cứ nghĩ là lúa nó chín, nhưng thực tế là không phải cô bác. Theo hướng tay của tính chỉ nè, nơi đây thẳng tới đó. Giờ thì tính sẽ tiếp tục chạy theo cái tuyến đường này. Quá xá rồi cô bác anh chị ơi. Đây thì tính có thấy đám ruộng ở phía sau kìa, mấy vàng gực luôn rồi. Ruộng lúa của người dân sắp đến ngày thu hoạch rồi của bác anh chị, hầu như là nơi nào cũng bị luôn nè. Đúng là rất là đau xót luôn cô bác ơi. Đây có cái đám ruộng nè của anh chị. Đây là đám ruộng tiếp theo mà khu vực tại người dân ở đây chỉ nè, là lúa nó gần chín của bác anh chị mà bị mò nè, mò cánh trắng nè, quá khứ rồi, tính không thể tưởng tượng được luôn các bác anh chị ơi. Những hạt bông này giờ sắp chín là nhiều khi nó bị ảnh hưởng được các bác anh chị. Đây nè, nó bị đốm đen luôn nè, không có được điều hạt luôn các bác anh chị. Lá nào trái hết trơn luôn. Đây cô bác anh chị thấy nè, tính zoom máy gần lại, cô bác mới thấy là cái tưởng tượng cái cảnh này đó. Lúa mà nó chín thì nhìn dễ biết luôn cô bác anh chị. Nó vàng nhưng mà cái lá nó vẫn còn xanh tươi. Nó có màu hơi ngà ngà chút thôi cô bác anh chị. Còn này nó cháy luôn nè, cháy luôn nguyên khu vực nơi đây nè cô bác anh chị. Đây, những bông lúa giờ nó bị lép nè cô bác. Rõ ràng là cô bác kia chỉ tính mới biết được. Những cái hạt mà nó đều á là nó sẽ no tròn. Còn những cái hạt mà nó muốn bị hư rồi, nên cô bác thấy nó lép nè. Nhiều khi nó không có điều hạt luôn cô bác anh chị. Có một chị kia chia sẻ mà tính nghe rất là xúc động luôn. Hầu như là 8 công đất hư hết 3 công mà. Đây rất là nhiều luôn nha cô bác, chứ không riêng gì bông lúa đó. Đây nè, cứ một bông mà nó hư vài hộp thì cô bác tưởng tượng thử rồi. Rồi năng suất của người dân như thế nào. Đây khu vực nơi đây, tính sẽ đi dài theo khu vực nơi đây để mong gặp được người dân nơi đây để chia sẻ. Tặng mắt tính nhìn thấy được cái cảnh tượng nơi đây và người dân chia sẻ, rồi cô bác sẽ thấy xót tha cho người dân và thấy thương cho cô bác nông dân nơi đây lắm. Vàng lá trái trơn của cô bác anh chị ơi. Có những đám ruộng mà tính ghi hình đó, nó cháy mà như gom luôn.
Nhưng mà lúa đó đặc biệt là chưa có chỗ bông luôn á. Mới có sữa thôi mà nó đã vậy rồi. Cái này mà cô bác dịch ra có thể thấy mọ nó bay nè. Rõ ràng luôn cô bác ơi. Nó bay dèo dèo luôn nè. Nó nhỏ hơn hạt cám luôn á. Như tính điển hình thôi, nếu mà cái cây lúa nó chín đều và những cái lá nó sẽ đều là tất nhiên là từ cái đoạn này cô bác bỏ nè. Ví dụ như cái đoạn này tính sẽ bỏ ra nè. Cô bác sẽ thấy là những cái lá dưới đây nó xanh. Nó xanh cái kiểu là tư gối luôn các bác anh chị, chứ không phải nó cháy như gươm này đâu. Đó. Nhìn nó ăn nè cô bác anh chị, nó đục vào cái cây lúa mình. Rồi làm sao mà cây lúa có năng sức được. Bông nào cũng vậy luôn, nãy giờ tính ghi hình nè. Hầu như nó lép trong đây rất là nhiều. Và nó bị gãy ngang luôn nè. Rồi nó bị thúi, rồi bị úng luôn các bác chị, không đều luôn á. Gồng gã mấy tháng trời để chăm sóc những ruộng lúa của mình. Đến ngày thu hoạch thì phải chịu cái cảnh tượng như thế này nè các bác chị. Cái hạt lúa nó bị đen luôn nè. Bị thâm luôn các bác anh chị. Nếu mà cô bác mà trong nghề nhìn lúa thì cô bác sẽ biết. Còn như tính đây thì từ xưa nay thì tính đâu có làm ruộng đâu, nên tính cũng không có biết được. Đây cô bác anh chị thấy nè, đen thùi lùi luôn. Vì làm sao mà hạt nó có gạo được. Những cái bông lúa mà có thể nó nặng chịu luôn như gì nè cô bác anh chị. Như gì trở lên mà còn chưa có thể là đạt năng suất được nè. Không chi là những cái hạt bông mà nó hư hại và nó thúi luôn. Cái đây là cái miếng ruộng mà nhỏ lẻ nha cô bác anh chị. Còn nguyên cái cánh đồng khi nãy tính đã ghi hình rồi. Đây là tôi đã tính đang ghé lại tại khu vực cánh đồng đó, nhưng mà nó khoảng cách tại cái đường mương này qua đây. Lá nó cháy hết luôn cô bác ơi. Quá tràn luôn, như gom thiệt luôn. Đây cô bác anh chị nè. Chị kia chia sẻ thì cô bác anh chị biết đó. Là có thể là đốt là cháy luôn. Nó như gom luôn mà. Tính ghi hình những ruộng lúa ở đây trong mấy ngày qua thì tính rất là cảm xúc luôn của bác anh chị. Cảm xúc ở đây là xúc động cho những người dân, có thể là người ta rơi nước mắt vì cái ruộng lúa của mình, những tài sản của mình đã dồn vào những ruộng lúa này. Có thể là cô bác mà mình có đất á, mình trồng thì nhiều khi chi phí của mình nó cũng ít hơn, còn những cô bác mà người ta mướn á, rồi tới ngày thu hoạch thì những vật giá nó leo thang, nó mắc mỏ nè các bác anh chị. Thêm những cô bác người ta cho thuê đất thì năm nay giá cả cũng cao nữa, rồi thêm hạn hán, rồi thêm các thứ nữa, bởi nên dồn đi dồn lại thì cô bác đâu còn lợi nhiều, nhiều khi lỗ nữa các bác anh chị, nhiều thứ nó dồn lại. Nãy giờ tính đi vòng vòng tại cái đám ruộng này mà tính quá xúc động luôn cô bác ơi. Nhìn cảnh tượng này của người dân rất là đau lòng luôn. Nếu mà đổi ngược lại tài sản này của tính thì làm sao mà tính cầm lòng cho đặng cô bác anh chị, huống chi là cô bác. Lá mà nó trái ra phu gan luôn cô bác anh chị. Như là gom luôn. Không tưởng tượng nổi luôn.
đây cô bác chị thấy nè, cái chỗ này là nặng nề nhất luôn rồi cô bác ơi, không thể mà tả thành lời luôn cô bác anh chị. Cái trái như gom luôn nè, là cô bác anh chị thấy mò nó bay lên nè. Cái đám ruộng gì cô bác nghĩ là làm sao mà có năng sức cô bác ơi, nhìn muốn ghê lợi luôn nè, hộp lép không à. Lá cháy hết trơn luôn. Đây cảnh tượng này cô bác anh chị, nhìn cái này tưởng như là gom luôn cô bác anh chị, nó cháy hết trơn rồi, nhìn mà rất là xúc động luôn đó, cô bác. Nguyên một cái cánh đồng gì luôn nè. Một lần nữa thì em lia máy lại cho cô bác được thấy rõ nè, nhìn cảnh tượng này mà không thể cầm được nước mắt luôn cô bác anh chị. Đây nè, mình không thể tưởng tượng được là ruộng lúa của người dân mà nó lại nguy hại đến thế này nè, những cái con mò cánh trắng ăn của bác anh chị. Bây giờ chỉ còn có một cái ruộng lúa là nó cháy khô luôn, năng suất đã giảm. Như vậy đến ngày thu hoạch thì người dân thì ai cũng là kêu trời hết cô bác anh chị ơi. Hầu như có những cô bác thì niệm Phật cầu trời khấn Phật luôn á, chỉ mong sao rồi dứt giác lợi cái vốn thôi, để cho hy vọng cái mùa sau đừng có những cái con mò cánh trắng này nữa, để đừng có nguy hại đến người dân nè. Đây đặc biệt nguyên cái khu vườn này và ruộng lúa này và cái cánh đồng này, chỉ có cái lõm duy nhất chỗ đó của bác anh chị là nó còn hơi xanh xanh thôi, cái lá xanh thôi. Đặc biệt như vậy là cô bác đã biết là ruộng lúa đó, nếu mà như cái chỗ đó là lúa nó không bị bệnh của bác anh chị. Tại thì tính không có trong nghề, nhưng mà trước đây tính là cũng là người nông dân tại tỉnh An Giang nơi đây, thì những năm mà còn nhỏ và lớn lên thì tính hay thường đến những ruộng lúa để ngắm cảnh mà, và xem cô bác người ta thu hoạch lúa đó. Thì lúa mà tới ngày nó chín rồi, cô bác anh chị thấy cái lá nó vẫn còn xanh, nhưng mà nó chỉ ngã cái màu vàng hơi thôi. Còn bây giờ nó cháy hết trơn luôn rồi cô bác ơi, không thể tưởng tượng nổi luôn. Cháy tới mức độ mà khô gan luôn, như gom luôn. Đây là cái khu vực mà tính chỉ nè, chỉ còn sót lại có lõm duy nhất đây là nó còn xanh thôi cô bác anh chị. Đây nè, còn bên đây cô bác anh chị thấy nè, cháy chuỗi hết trơn luôn. Những cái lá này còn xanh tươi nè. Còn bao nhiêu nguyên cánh đồng này thì không thể tưởng tượng luôn cô bác ơi. Dạ kính thưa cô bác, thì nãy giờ em cũng đã ghi hình và cập nhật tình hình những ruộng lúa của người dân bị ảnh hưởng những gầy nâu và gầy cánh trắng, đặc biệt là gầy cánh trắng làm nguy hại đến người dân rất là nặng nề luôn cô bác anh chị ơi. Nãy giờ video của em ghi hình và chia sẻ nơi đây để cho cô bác được thấy. Giờ thì video đến em cũng đến đây cũng hơi dài. Trước khi kết thúc video thì em không quên gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô bác anh chị gần xa, trong nước và ngoài nước kính mến. Và nếu có xem được video của em thì nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like và đăng ký, thì em cũng thành thật cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.